Có nhiều khi ấy, vô nhà người ta mà có vô nhà chủ nhà mà có những cái trái cây thì mình được hưởng sái một tí. Mời anh chị ăn chuối nhá. Chuối chín cây bao ngọt anh chị. Chuối chín cây cực kỳ ngọt luôn. Hello, em ăn xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Một lần nữa thì chào mừng tất cả quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh An Bất Động Sản Ven Đà Lạt của em An nha. Thì ngày hôm nay em An đang đứng ở một cái vị trí khá là trung tâm của thị trấn Nam Ban anh chị. Hôm nay em An đi quay đất cho mọi người cùng xem nha. Một lô đất nằm tại trung tâm của thị trấn Nam Ban anh chị. Xe đi qua hơi ồn anh chị thông cảm nhé. Một cái lô đất nằm tại trung tâm của thị trấn Nam Ban anh chị ha. Con đường này là con đường huyết mạch anh chị. Từ đây chúng ta di chuyển ra đến chợ Thăng Long nó chỉ rơi vào tầm khoảng 800 mét thôi anh chị nha. Và từ cái vị trí này chúng ta di chuyển ra đến trục nhựa tỉnh lộ 725 anh chị. Bên ngoài này nó song song với trục nhựa tỉnh lộ 725 thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 300 mét theo đường chim bay thôi anh chị. Đây là một cái con đường mà nó song song với tỉnh lộ 725 anh chị. Và từ cái vị trí đường này này, từ vị trí ngược lại để hướng đi ra chợ thì chúng ta di chuyển ra đến các trung tâm tiện ích như trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 cực kỳ gần anh chị nha. Đó. Thì cái lô đất này xung quanh mọi người có thể nhìn thấy dân cư nhà cửa rất là đông đúc luôn anh chị. Một cái lô đất ở vị trí rất là đẹp luôn. Thì bây giờ em An sẽ đi vào chi tiết để quay toàn bộ cái chi tiết cái lô đất này cho tất cả quý cô chú anh chị cùng xem cùng hay về cái lô đất này luôn anh chị ha. Và đầu tiên thì em An xin phép giới thiệu cái đường vô anh chị nha. Cái đường vô của cái lô đất này thì nó rộng tầm khoảng 3 mét rưỡi anh chị, nhưng mà hai bên có chừa lề là rơi vào tầm khoảng 1 mét rưỡi này anh chị. Sau này mà khi mà người ta mở rộng ra thì anh chị biết là cái độ rộng của nó rơi vào tầm khoảng 8 mét anh chị nha. Lộ giới của cái đường này nó rơi vào 19 mét anh chị, cực kỳ rộng. Cái lô đất mà em An muốn giới thiệu đến mọi người nằm đây nha. Từ đây kéo dài qua bên chỗ cái xe máy nó rơi vào 13 mét 9 anh chị. Tổng diện tích là 541 mét vuông. Lô đất này thì có hướng đông nam anh chị nha. Thế đất là thế đất dương này anh chị. Thế đất dương. Em An đang đứng ở bên phía bên đối diện đường và cái khu vực này thì mọi người có thể nhìn thấy được xung quanh có rất là nhiều nhà dân người ta ở anh chị. Rất là nhiều nhà dân bởi vì cái khu vực này nó cực kỳ trung tâm. Cực kỳ trung tâm. Mọi thứ chúng ta di chuyển ra ngoài tiện ích nó rất là gần anh chị. Đó. Thì em An xin phép báo giá cái lô đất này luôn cho tất cả quý cô chú anh chị cùng hay nha. Cái lô đất này với cái diện tích là 541 m² 100 thổ cư. Mặt tiền nó rơi vào là 13.9 mét. Và em An sẽ báo giá luôn cái lô đất này để mọi người anh chị nào mà có nhu cầu á, mà cái tầm tài chính của mình mà nó phù hợp ấy thì anh chị ở lại xem tiếp video. Còn nếu mà chưa phù hợp thì mình có thể bỏ qua cái video luôn anh chị nha. Với tổng diện tích là 541 mét vuông, 13.9 mét mặt tiền, hậu cũng như là mặt tiền thì là bằng nhau hết anh chị nha. Vuông vắn, sổ 100 mét thổ cư, nằm tại một vị trí cực đẹp. Thì chủ nhà đang nhờ em An bán cái lô đất này với cái giá là 2 tỷ đồng còn bớt lộc một xíu cho anh chị nào thiện chí. Đó, thì cô chú anh chị nào mà cảm thấy mà hợp lý thì chúng ta ở lại xem tiếp cái phần sau, em An quay video cho mình xem. Còn cô chú anh chị nào mà cảm thấy mà không phù hợp thì mình có thể next qua. Khi nào mà em An có những cái lô đất nào mà đẹp hơn, rẻ hơn thì mọi người có thể vô xem anh chị nha. Để đỡ mất thời gian cho quý cô chú anh chị cũng như là đỡ mất thời gian cho em An. Đó. Thì mọi người mà cảm thấy mà không phù hợp thì mọi người next qua, đừng có comment những cái thứ mà nó không không mang lại hạnh phúc cho nhau anh chị. Không yêu thì thôi đừng nói lời cay đắng anh chị ha. Và bây giờ thì em An sẽ đi vô trong để quay chi tiết cái lô đất này cho mọi người cùng xem luôn nha. Và vừa xong thì em An vừa mới trèo vô trong cái vườn anh chị, thì họ đã rào chắn hết rồi, rào chắn khá là chắc chắn anh chị, nên là em An phải trèo vô. Và trong vườn của người ta thì chúng ta có một cái vườn cà phê này anh chị, mới nở hoa cực kỳ đẹp. Năm nay thì cà phê cực kỳ được giá anh chị. Cà phê đã lên đến 105 ngàn 1 kg nhân rồi. Đây có mấy cái bơ này anh chị. Quá đã luôn. Cái bơ này quá nhiều trái. Đó. Vườn thì vườn đang trồng cà phê này anh chị, đang nở hoa. Em nghĩ là cái vườn cà phê này năm sau sẽ được rất là được trái. Bởi vì là cái thứ nhất là cái thổ nhưỡng nó tốt, đất nó tốt. Xong cái là họ trồng trọt rồi, họ chăm sóc tốt này anh chị. Hoa nở quá trời luôn. Mới được thêm 2 trận mưa nữa nên là hoa đã quá trời.
Ở đây thì em thấy có mấy cái trúc, chắc là hàng xóm mọc sang anh chị. Bên tay trái thì đã được rào hàng rào, được hưởng bên nhà có một cái bờ hàng rào xây rồi anh chị nha. Đó. Đi ra đằng sau thì cuối đất, để em ra đằng sau coi. Trên đất thì có cà phê với mít này anh chị này, có mấy cái mít này, quá đã. Dân mình, dân ở Nam Ban rất là kỳ anh chị. Cái lúc mà đất sốt ấy, thì phá hết cà phê đi phân lô bán đất. Xong đến lúc mà hết cà phê nó lên giá thì lại thuê đất lại để mà trồng cà phê anh chị. Một cái nghịch lý cực kỳ hay. Người nông dân Việt Nam anh chị ha. Có mấy cây bơ nó nhỏ nhỏ mà nó ra trái quá trời anh chị này. Bơ này bơ trái mùa. Mảnh này khá là đẹp, khá là trung tâm anh chị. Mảnh này cực kỳ trung tâm luôn. Đây. Và đến đằng sau thì chúng ta có một cái buồng chuối. Đây. Mặt tít đằng sau này. Đấy, ranh giới rất là rõ ràng anh chị nha. Ranh giới cực kỳ rõ ràng luôn. Đây là bên này là đất của người ta rồi này. Bên tay phải, bên tay trái của em là đất của mình anh chị nha. Đó. Hàng rào là rào chắn cực kỳ hết rồi. Xong hết rồi. Đó. Ranh mốc rõ ràng hết rồi. Về chỉ có việc là làm lại mặt bằng rỡ rồi. Đằng sau này thì mọi người cũng có thể nhìn thấy là họ làm các dự án phân lô bán nền khá là nhiều. Và cái view này em nghĩ là khi mà mọi người lên nhà giống kiểu bên này này anh chị, lên nhà giống kiểu như hàng xóm này, thì chúng ta sẽ nhìn được cái view cực kỳ đẹp anh chị nha. Rất là đẹp luôn ạ. Khu này khu phố Thành Công của thị trấn Nam Ban. Đó, hàng rào đã rào B40 hết rồi. Trên đất thì hiện tại đang trồng cà phê. Cái buồng chuối này nó lấn sang đất nhà mình thì em nghĩ là mình có thể chặt được anh chị. Mua lô đất này phải cây ăn trái bao nhiêu luôn anh chị. Bơ này là bơ trái mùa anh chị nha. Một vài tháng nữa thôi là anh chị có thể nhìn thấy cái bơ này nó sum xuê luôn á. À, có một vùng chuối anh chị. Có một vùng chuối này. Ồ, có ai hái rồi. Có ai hái rồi, để em thử. Ồ, có ong. Ong anh chị. Mời cả nhà ăn chuối nhá. Để em xem ra thử coi cái chuối này nó có ngọt không. À, đi quay này cũng vui lắm anh chị. Có nhiều khi ấy, vô nhà người ta mà có, vô nhà chủ nhà mà có những cái trái cây thì mình được hưởng sái một tí. Mời anh chị ăn chuối nhá. Chuối chín cây bao ngọt anh chị. Chuối chín cây cực kỳ ngọt luôn. Một lát nữa thì em sẽ chắc là xin chủ chặt cái bồn chuối này về. Bởi vì để đây thì cũng chẳng có ai ăn hết anh chị. Cái hoa cà phê này anh chị này. Đó. Hồi xưa hồi bé em hay khi mà nó nở rộ ra rồi, nó có một hai trận mưa là sẽ nở rộ ra ha. Mình bóc cái này này, mình bỏ mình mút, nó có cái mật ngon lắm. Đó. Hoa này. Hướng đất là hướng đông nam nha anh chị nha. Một cái lô đất được bao bọc khá là kỹ. Chủ nhà cũng khá là tâm huyết với cái lô đất này. Thì anh chủ nhà muốn hồi xưa là anh ấy mua để anh ấy tính xây nhà anh chị. Bởi vì từ đây mà di chuyển ra các trung tâm tiện ích thì cực kỳ gần. Đó. Nên là chủ nhà họ muốn để lại xây dựng. Nhưng mà hiện tại thì họ đã mua được một cái mảnh đất khác và họ đang xây nhà. Đang thiếu tiền. Nên là họ cũng rất là cần để mà bán đi, để mà mua một để xây dựng những cái thiết bị còn lại của căn nhà của họ. Nên họ bán đi thôi anh chị. Thì cái giá mà em An cũng nói với anh chị đấy, 2 tỷ đồng. Còn bớt lộc cho quý cô chú anh chị một xíu. Một lát nữa thì em An sẽ bay flycam để cho mọi người có thể có một cái tầm nhìn bao quát nhất về khu vực này anh chị nha. Lô đất này cực kỳ trung tâm, cực kỳ đẹp. Theo đánh giá của em An thì cái khu vực này với tầm giá 2 tỷ đồng thì em nghĩ là hợp lý anh chị. Bởi vì khu vực này họ đã bán đến 200 mấy chục triệu một mét ngang rồi. 250. Hồi đất sốt nó có thể lên đến 350 anh chị. Bởi vì nó là ngay đằng sau trục tỉnh lộ 725 luôn. Rồi bây giờ để cho mọi người có tầm nhìn bao quát nhất về khu vực thì em An sẽ bay một đoạn flycam anh chị nhá. Bơ này đã quá anh chị này. Trời ơi, anh chị nào mua được cái bơ này thì thôi. À, mua được mảnh đất này, có vườn bơ này đã. Rồi, bây giờ thì em An sẽ bay flycam cho mọi người cùng xem nha. Và trên hình ảnh flycam thì mọi người có thể nhìn thấy được cái vị trí mảnh đất mà em An đã khoanh màu vàng anh chị nha. Và cái vị trí mảnh đất này thì nó nằm sát cạnh cái nhà 3 lầu rất là to anh chị. Từ vị trí này mà chúng ta di chuyển ra đến các trung tâm tiện ích thì cực kỳ gần. Và phía trên màn hình chúng ta có thể nhìn thấy vị trí em An đang chỉ. Nó là cái trường học cấp 2 anh chị, cấp 2 và cấp 3 hay sao ạ. Em An nhớ là vậy. Vì thế nên
Cái vị trí của cái mảnh đất này nó cực kỳ là trung tâm. Trước mặt mọi người có thể nhìn thấy đấy là cái tỉnh lộ 725 anh chị, và trung tâm của chợ Thăng Long anh chị nha. Và mọi người đã hiểu lý do vì sao mà cái mảnh đất này đến thời điểm hiện tại nó đã có cái giá là 2 tỷ đồng anh chị nha. Một cái vị trí thì cực kỳ là đẹp. Em An không chê cái vị trí của mảnh đất này, mà chúng ta phải hiểu rằng một cái lô đất ở vị trí trung tâm như thế này thì cái giá nó phải phù hợp, nó phải đúng với cái vị trí đất anh chị nha. Và đây là một trong những cái lô đất em An đánh giá khá là đẹp anh chị. Mọi người có thể nhìn xung quanh dân cư rất là đông đúc luôn. Hiện tại thì em đang nhờ một anh hàng xóm đến chặt cái cây buồng chuối này ăn anh chị. Rất là nhiều trái nhưng mà có ong anh chị ạ. Ong nó đến nó hút mật do nó ngọt quá anh chị. Hiện tại bọn em đang chặt về để tí nữa cho mấy bạn nhỏ ăn ha. Đó. Thì vừa xong chắc tất cả mọi người cũng xem được cái hình ảnh flycam của em ăn rồi. Cái vị trí này thì cực kỳ trung tâm anh chị nha. Rào chắn hết rồi. Thổ cư thì có sẵn 100 m. Cô chú anh chị nào mà muốn xây nhà về đây mà xin thêm 100 m em nghĩ là rồi, đủ rồi. Muốn xin thêm thì em An sẽ hỗ trợ ở mình xin thêm thổ cư anh chị nhá. Vị trí này thì em nghĩ thổ cư cao á, nó phải rơi vào tầm khoảng 30 triệu cho 1 mét 100 mét vuông anh chị nha. Đây. Thì bên tay phải thì chúng ta có rào mốc như này này anh chị này. Rào mốc như này hết rồi. Rất là rõ ràng. Ranh mốc cực kỳ rõ ràng. Vườn thì có một vườn cà phê luôn anh chị. Vườn cà phê đang nở hoa cực kỳ đẹp. Bên cạnh thì hàng xóm xung quanh vô cùng thân thiện. Nhà cao cửa rộng rất là to anh chị. Từ cái vị trí này mà chúng ta di chuyển ra đến trung tâm của thành phố Đà Lạt thì tầm khoảng 25 cây số. Từ đây mà chúng ta di chuyển các tiện ích, di chuyển lên ca chợ Thăng Long tầm khoảng 500 m, di chuyển ra sân bay Liên Khương tầm khoảng 25 cây số anh chị, tại vì đất nằm tại trung tâm thị trấn Nam Ban nên là nó nằm giữa cái thằng Đà Lạt với nằm giữa cái thằng sân bay anh chị ha. Đó, anh chị có thể nhìn thấy này, đất đỏ cực kỳ đẹp. Cái cột điện nó trồng sát mép bên tay trái của đất khá là ok. Nó không có một lỗi phong thủy gì hết. Lô này cực kỳ đẹp anh chị. Xung quanh thì dân cư hiện hữu, vườn thì đất. Nói chung là theo đánh giá của em An, để cái mảnh đất này khá là đáng giá để cô chú anh chị có thể xuống tiền mua đầu tư anh chị ha. Em nghe bảo mà chúng ta mà đi đi làm á mà bị ong đốt là có lộc lắm. Nhưng mà em sợ ong lắm anh chị. Ở đây có một tổ ong này. Chắc là em sẽ nhờ anh bạn của em lên bắt tổ ong này anh chị. Anh ơi, em thấy ở đây có tổ ong này anh ơi. Bắt không? Em thấy nó vô trong đây này. Này. Ở nhà nhà này nhà nhà người ta phân ra người ta bán lâu rồi. Đó anh chị, tổ ong này, tổ ong mật đàng hoàng nha. Nếu mà một lát nữa em bắt được tổ ong mật này thì em An sẽ quay lên cho mọi người xem ha. Và em An sẽ thông tin lại lô đất này một lần nữa cho tất cả quý cô chú anh chị cùng xem nha. Những cô chú anh chị nào vào sau chưa biết được thông tin thì em An sẽ thông tin lại một lần nữa cho tất cả quý cô chú anh chị. Lô đất này có chiều ngang mặt tiền là 13.9 m anh chị nha. 13.9 m. Từ vị trí cái cọc này này kéo sang bên cái hàng 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 gạch, cái hàng hàng rào của nhà hàng xóm bên kia là tổng cộng là 13.9 m anh chị nha. Tổng diện tích là 541 m², có sẵn 100 m đất thổ cư. Thì chủ nhà đang nhờ em An bán với cái giá là 2 tỷ đồng có thương lượng, hướng là hướng đông nam anh chị nha. Hợp với quý cô chú anh chị nào hợp hướng đông tứ trạch, hợp mệnh đông tứ trạch. Đó. Thì lô đất đã được rào hoàn toàn rồi, ranh mốc cực kỳ rõ ràng. Trên đất thì có sẵn vườn cà phê đang nở hoa rất là đẹp này anh chị này. Và có một vài cái cây ăn trái như cây bơ, cây mít, cây sầu riêng, cây chuối anh chị ha. Buồng chuối em An vừa mới chặt đấy. Cực kỳ là ngọt anh chị, rất là ngọt. Đó. Thì rất là mong khi mà mọi người xem được cái sản phẩm này này. Cái sản phẩm này em An đánh giá, quan điểm cá nhân của em đánh giá khá là cao cái lô đất này, rất là đẹp. Thì đó anh chị nào mà cảm thấy mà yêu thích cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với em An để được em An tư vấn và hỗ trợ anh chị nha. Và cô chú anh chị nào mà xem những video của em An mà cảm thấy mà có những cô chú anh chị bạn bè, người thân mà đang muốn mua bất động sản vùng Lâm Hà này thì có thể chia sẻ những video của em An để tạo được cái giá trị cho bất động sản vùng Lâm Hà anh chị nha. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã và đang đồng hành cùng kênh YouTube An Bất Động Sản Ven Đà Lạt của em An. Em An chỉ có một kênh YouTube duy nhất là kênh An Bất Động Sản Ven Đà Lạt thôi anh chị nha. Và một lần nữa thì chúc tất cả mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Em An xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo của em An. Em An xin chào.